là tại mình đang ở nơi chúng ta có sở tác nhưng chúng ta là chúng ta nhập tiền để chúng ta đi qua những cái shop này để là các bạn là chúng ta mua cái quần 50 tiền các bạn nào rồi đúng thêm màu xám các bạn màu trắng à, chúng ta lấy tiền để mua thêm một cái áo cái gì nữa nào qua wow. Không rồi chúng ta mua cái này là không được các bạn ơi học phục tập phục vậy nhưng mà món đồ có thể tiền thì chỉ có các bạn ơi. Bao điểm các bạn nhá. Vậy các bạn ơi, các bạn đừng quên like, share, chia sẻ video cho mình nhá. Mình nhắc lên bạn ạ. Người này chúng ta lấy một cái shop rồi, một con shop các bạn ạ. Wow, nhìn thấy là phong cách. Áo hai chơi cái này hợp thôi các bạn, tại vì cũng đủ tiền nhận rồi là chúng ta lấy thêm một chiếc phơi các bạn. Wow. Bây giờ thiếu một đôi giày nữa đúng không ạ? À, ta đi tiền lấy một đôi giày nào. Wow, không đủ mua một đôi giày đấy rồi, chúng ta một đôi giày 70 đồng các bạn ơi. Trời ơi.